Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube đồ nghề Nhật Bãi của mình. Thì hôm nay mình sẽ lên sóng một suất đồ nghề. Anh em xem có gì phù hợp thì liên hệ mình để đặt hàng ha. Anh em gọi cho mình không được thì vui lòng nhắn tin. Đó, đây là số điện thoại của mình 0385620885. Thì mình không có ship code và mình cũng không có bao ship luôn. Thì địa chỉ để giao dịch trực tiếp với mình là số 55 Song Hành Quốc lộ 22, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Đây, rất là đầy đủ ha. Anh em gọi không được nè thì anh em nhắn tin. À, cái này thì tất cả các sản phẩm ví dụ như hư hỏng sử dụng bình thường thì anh em chịu khó coi clip kỹ và anh em mua hàng của mình nhé, để tránh cái trường hợp là anh em coi không kỹ rồi anh em nhắn mình hỏi tới rất là nhiều. Tại vì mình vẫn muốn anh em coi trên này, tại vì tất cả mọi thứ mình đều là công khai và rõ ràng và minh bạch đó, mọi thứ luôn, tất cả hàng hóa hư hỏng thế nào đều nói rất là rõ. Rồi, đầu tiên mã số 1 ở đây là mình có một cây mỏ hàng điện 100V, công suất là 100W. Đây, điện 100V nè, công suất là 100W. À, cây này là của hãng Haco. Cây này là mới tinh chưa sử dụng luôn. Đó, thì cái hộp nó rách rồi. Hộp nó rách thì mình mới dán băng keo lại ha. Còn cái này là chưa qua sử dụng. Đây. Của hãng Osaka Japan. Đây ha, mới nóng rất là nhanh, còn mới tinh, dây zin chưa qua sử dụng. Giá của cái cây này là 400.000. Anh em, giá của cây này là 400, chưa qua sử dụng, của hãng Haco. Cái đồng bằng đồng, cái đầu bằng đồng rất là đẹp đó. Tiếp theo mã số 2 thì ở đây mình có hai cây búa phá kiến, thì giá của cái này là 100.000 hai cây đó. 100.000 hai cây, thì cái này nó có một cái chức năng nữa là đèn pin, và đặc biệt đèn pin này rất là sáng. Nó sử dụng 3 viên pin này AR44, pin AG44. Thì pin này anh em xài nó có rất là nhiều ở thị trường, ví dụ như là anh em vào siêu thị nhà sách anh em mua một vị, nó chỉ có một vị hình như là 10 viên, nó chỉ có khoảng tầm 40.000 thôi ha. Một vị 10 viên nó khoảng 40.000. thì ở đây mình đã gắn pin, một cái nó bị mất nắp pin nha, còn một cái thì còn nguyên. Đây có cái dấu cộng trừ cho anh em luôn, thì cái này là mình gắn sẵn đó. Thì khi mà ví dụ như anh em dán lên tường, anh em rút ra cái đèn nó mới sáng ha. Đó, còn khi có sự cố gì thì cái búa này nó sẽ là cái búa phá kiến. Cái búa này anh em nhìn vậy chứ rất là sáng đó, hay nó sáng hơn mấy cái đèn pin Trung Quốc rất là nhiều. Cái này thì mình, đây là cái công tắc, anh em ấn vào thì nó sẽ tắt, còn anh em buông ra nó mới sáng đó. Đây đó, thì rất là sáng nha anh em, mặc dù nó xài pin nhỏ thôi nhưng mà cái led của nó rất là sáng. Hàng này thì mình không có thấy hiệu, thì chắc là cũng của Trung Quốc hay Đài Loan gì đó, nó xuất qua thị trường Nhật ha, rất là sáng đó. Thì cái này anh em đậy vào đây thì nó sẽ có cái, nó sẽ tự tắt khi mà anh em rút ra đó, nó sẽ sáng. Thì cái này là một đầu phá kiến, một đầu để đập, và một cái này là cái phần cắt dây, phần này là phần cắt dây. Thì cái này mình bán là 100.000 cho hai cái. Cái này anh em về chỉ lột keo hai mặt ra đó, và anh em dán lên tường hay gì đó, khi có sự cố này kia là anh em bập phá kiến, giá 100.000 hai cây. Tiếp theo mã số 3 ở đây là một cái cây mỏ hàng của hãng Sure, còn được gọi đọc là Sure đó. Thì cây này cũng của Nhật, thì cây này thì nó sẽ rẻ hơn, nó chỉ có 350.000 thôi, là tại vì nó có 80W thôi ha. Cái cây này là nguyên thanh bằng đồng, cũng chưa sử dụng, mình đã cạo ra một miếng đồng rồi để anh em biết là nó bằng đồng. Khi mà anh em sử dụng, anh em sẽ gắn cái này vào và anh em siết con ốc ở đây. Mình chưa siết tại vì zin của nó là nó sẽ để là cái này nằm ở ngoài đó. Thì cái này nó sẽ sử dụng là điện 100V, công suất là 80W ha, của hãng Sure, giá là 350.000, mới tinh chưa xài. Tiếp theo mã số 4 ở đây là một cây kìm mở ốc chết của hãng Engineer. Đây, mở ốc chết nó in Isabel ha, cây này còn rất là mới, nguyên hộp nguyên vị đó, rất là đẹp đó. Cây này thì khi mà anh em sử dụng, cái con ốc nó bị tòe, anh em sẽ mở cái này ra và dùng để mở, nó rất là tiện đó. Cây này còn rất là đẹp, mới tinh là thì dĩ nhiên nó phải đẹp rồi, nó mới tinh rất là mới. Giá của cây này là 300. Tiếp theo mã số 5 ở đây là mình có một cái bịch chung vít và một cái cán vít. Cái cán này thì bằng nhôm, cán này thì chắc là của Đài Loan, tại vì nhôm làm rất là đẹp
Ở đây thì nó có khoảng đầu đâu đó khoảng tầm chắc phải cỡ tầm 40-50 á. Đây rất là nhiều mũi vít cho anh em thay thế. Đây. Nó phải cỡ khoảng tầm 2 4 6 8 10, chắc khoảng 40 cái. 40 cái mũi vít cho anh em thay thế, và khi anh em thay thế anh em sẽ mở con ốc này ra. Đây, cái này là đầu ba ke BH1 nha anh em. Cái này dành cho anh em sửa chữa điện tử đồ nhỏ nhỏ. Cái này nó, cái loại mũi này nó chỉ có một loại thôi. Nó có một loại giống nhau nha anh em, nguyên một vị luôn, một cái hộp là 40-50 cái gì đó. Đây. Thì mấy cái nào rớt ra chút mình sẽ lượm vào, nó rất là nhiều. Cái này là đôi khi hoặc là anh em nào mà sửa chữa mà xe đồ chơi hoặc là cái gì đó thì cái này nè, vít ba ke này nó rất là cần. Tại vì nó rất là nhỏ. Đó. Xe đồ chơi của con nít đó nha anh em, giá của cái bộ này là 250.000. Tiếp theo mã số 6, giá 250.000 là một cái cây taro tự động made in Germany. Đây, anh em mình sẽ quay cho anh em thấy nha, made in Germany. Thì nó sẽ kẹp được cái mũi taro là từ M3 đến M10. Đây, hiện thị rất là, cái này thì rất còn rất là đẹp nhưng mà nó bị mất cái tay ngang rồi, mình mới gắn con ốc lục giác inox vào và hai con ốc để anh em làm cái tay ngang. Cái này là tự động nha anh em, tự động đảo chiều đầy đủ, và anh em không muốn đảo chiều thì anh em đưa nó về chính giữa thì nó sẽ đứng cứng ngắc luôn, nó không có quay bên nào được hết. Đó, cái này rất là đẹp, của hãng Beros Germany. Cái cây này là giá là 250.000 nha anh em, đầu còn rất là đẹp nè. Rồi, tiếp theo mã số 7. Mã số 7 ở đây là mình có một cái này là nguyên vị, nguyên hộp. Cái này thì của Nhật. Đây, của Nhật ha. Đây là một con ốc. Đây là một con ốc bắt bảng số. Để tránh trường hợp mà anh em bị ăn trộm biển số nha. Anh em nào có xe hơi á thì anh em sẽ dùng cái con ốc này, nó sẽ bắt biển xe hơi. Đây, con này là bằng inox 100%. Bốn con này là bằng inox là nó sẽ không có hết 500. Đó. Nó không có hít 500 thì cái dùng cái này là anh em sẽ dùng nó để mở khóa đó. Ví dụ như anh em mất cái này thì anh em cũng bó tay không có mở được, cái này nó phải có khớp của nó anh em mới mở được nha. Đó, thì cái con này là bu lông 6 ly, nó dùng, mình coi được tài liệu của nó thì nó là dùng để gắn vào biển số, tránh trường hợp anh em bị mất biển số. Đó, con ốc này rất là hay, nó bằng inox nên là về lâu dài anh em sử dụng nó sẽ không có bị xét. Cái này chỉ dành cho anh em nào có xe hơi thôi nha, còn xe máy thì không có sử dụng được. Tại xe máy thì bốn con biển số nó đã có ốc sẵn rồi, đây nè. Đó. Rồi, giá của cái bộ hai cái cục này là 250.000 cho 8 con ốc inox. Ốc này là ốc chống trộm. Đó, rồi. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 giá là 450.000. Đây là một cuộn chì. Cuộn chì này nặng 1 kg. Của Nhật ha. Cái này thì nó có sẵn nhựa thông ở trong này. Chì này là 3 ly. Nếu mà anh em nào mà mua mỏ hàng á, mua chì này xài rất là ok. Tại vì chì này nó có sẵn nhựa thông, nó bóng. Mình sẽ không thử ở đây, tại vì là cái mỏ hàng 80W nó chưa sử dụng. Mình thử ở đây thì nó sẽ đâm ra nó sử dụng rồi, nên là nó sẽ mất cái giá trị của mỏ hàng ha. Đó là mình nói luôn, để cho anh em hỏi, có hỏi là tại sao mình không thử. Cái chì này anh em, hàng nó rất là bóng, với 80W cái đúng cái màu hàng của Nhật thì cái này chạy là như nước. Nó ha, cái này là nặng 1 ký, dưới 1 ký thì mình tặng anh em luôn. Mình có cái cân điện tử ở đây, anh em có thể nhìn ở đây. Cái này là đúng 1 ký nè. Đúng 1 ký. Giá là 450. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là đây 1,5 triệu nha anh em. Đây. Mã số 9 là 1,5 triệu. Đây, để mình để vào đây. Thì cái này là một bộ đóng số của hãng gì thì mình không biết, nhưng mà mình chỉ biết nó của Germany, của Đức á. Đây, một bộ này gồm một bộ số và một bộ chữ. Đây, bộ này rất là đẹp nha nè, cực kỳ đẹp luôn, chưa sử dụng. Thì bộ chữ nó sẽ gồm là 27 chữ cái, ai ở bậc cờ giờ đờ CDEFGHIKLM gì đó thì mình không có nhớ lắm, nhưng mà đây là một bộ này là đủ của nó, gồm có 9 9 3 27. Đây, ví dụ mình rút lên thì cái này nó rất là đẹp nha anh em, nó chưa sử dụng nè. Anh em sẽ nhìn cái đầu này chưa có bị đóng. Đó, rất là đẹp. Thì ở đây, cái này tay mình dính vào dầu bảo quản. Đây,
để mình rút cái này xuống. Thì ở đây nó để là chữ R và đây là chữ Germany. Cái này là bộ 6 ly rất là đẹp ha, gần như là chưa sử dụng và nó là chưa sử dụng. Thì một vài chỗ cây nó sẽ bị đốm, có nghĩa là nó sẽ bị là tình trạng là hàng bãi thì nó sẽ không có được đẹp 100%. Ví dụ như đây một vài cây nó bị đốm ở bên này, nhưng mà cơ bản nó là hàng chưa sử dụng nhé, cán rất là đẹp, chưa một dấu đóng. Rồi anh em sẽ nhìn thấy cái tâm trong cái này, nó có một cái tâm. Rồi trong cái này nó có một cái tâm nè, cái tâm của cái đó, anh em sẽ thấy cái tâm ở trong này. Thì khi mà anh em đóng rồi cái tâm này nó sẽ bị dập ra à. Đó cái này khi mà anh em đóng anh em sẽ nhìn thấy từng cái đường gân còn rất là nhỏ, thì nếu mà anh em đóng búa vào nó sẽ bị dập cái gân. Đó là cái cách nhận biết sử dụng rồi hay chưa à. Thì đây là một cái bộ số đầy đủ, không có thiếu một chữ nào hết. À đây là một bộ chữ. Rồi tiếp theo là cái quên, ở trên từng cái thân đó, nó sẽ có từng cái chữ ký hiệu là chữ Z nha, anh em sẽ không có bị lẫn lộn các số, các chữ, chữ Z nè. Đó cái này là 6 ly rất là đẹp của Đức. Hàng này chắc 3 năm rồi mình mới gặp được một bộ như vậy từ ngày mình đi bãi. Còn đây là bộ số. Bộ số thì anh em nhìn cái phần đít nè, cũng chưa qua sử dụng nè, rất là đẹp, chưa có dấu đóng. Rồi mình sẽ lật lại, đây là số. Số ở đây thì nó sẽ có là số này là số 6, 6 ly là 6 nè. Đó từ 1-9, từ 0-9, số 7 rất là đẹp. Đó nói chung là sắc sảo đẹp hoàn thiện. Cái này là dầu bảo quản, mình ấy ra cho nó khỏi bị xét. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 ở đây mình có ghi rõ, đây là một cái cây đèn led rất là sáng, giá là 150.000 một cái. Thì cái này là của hiệu Bon, hàng này là của Trung Quốc xuất cho thị trường Nhật. Ở đây thì nó xài 1, 2, 3, 4 viên pin AA, pin con ó nha anh em, 4 viên. Nó thì đây là cái công tắc của nó rất là sáng. Đó anh em nhìn xung quanh nè, thì nó là đây là một cái ban ngày và mình bật ba cái đèn khác, nhưng mà khi mà mình chiếu xuống những cái đèn yếu á, nó sẽ không có hiển thị nổi cái đèn. Ở đây anh em sẽ thấy cái dấu đèn mình chiếu nè, đó là nó sáng rất là mạnh, nó không có thua gì trong vào trong bóng tối, anh em sử dụng nó rất là sáng luôn. Đó một phần là pin này của mình nó cũng đang bị yếu ha, chứ còn mà pin mạnh mạnh là rất là sáng. Nó thì cái này là cái đèn làm việc Work Light Slim. Đây anh em để anh em bật lên hoặc là đi câu này kia anh em sử dụng nó rất là sáng. Đó ở đây thì nó có 4 viên pin, cái đèn này là chống nước được nha, nó có phốt ở đây để chống nước, 4 viên pin con ó. Thì khi mà mình bán mình sẽ không kèm pin cho anh em, tại vì là pin của mình đang là pin sạc. Giá là 150.000 một cái. Tiếp theo mã số 11. Đây để mình dời ra. Mã số 11 ở đây là một cái 11 ở đây là một cái cục dây điện dài 30 m của Nhật. À, 30 m. Thì cái cục này là chịu tải rất là lớn. Đó, dài 30 m, dây zin là mềm dẻo. Ở đây thì nó sẽ có ba cái phích cắm. Ba cái ổ cắm. Cái này thì nó của hãng Kowa, 15A điện 125V. Cái này thì hồi trước mình có xài một cộng, thì mình có thử là của có thử dùng để nấu cái nồi lẩu 2000W của Việt Nam, thì dây nó không bị chạy nha anh em, nó cũng không bị nóng, tại vì nó thông số nó để là 1500W là tối đa. Nhưng mà mình đã test lên rồi, có thể cái nồi lẩu của anh em không được tới 2000W, mình cho nó nếu mà thông số ảo của Việt Nam đi, nó khoảng tầm 1500W đi, thì cái dây này nó vẫn hoạt động là đúng với cái số tải của nó. Điện 220 nha, đó là điện 220. Đây Japan rất là đẹp và mới nha anh em, của hãng Kowa. Đây dây 300m màu đỏ, à 30m màu đỏ rất là đẹp. Đó cắm vào cái nào rất là chắc cái đó. Cái này là cái sợi đúc dây, đặc biệt dây rất là mềm, dây rất là mềm, nó không có bị cứng nha, dây là cực kỳ mềm luôn. Và cái lõi này nó chỉ có 2 ly thôi, chứ nó không có giống 3 ly. 3 ly thì nếu mà nó có dây mát nữa thì nó sẽ bị dày và bị dư. Cái này rất là hay, nó chỉ có 2 dây thôi, nó không có kèm dây mát.
Thì cái cột này giá là 1,2 triệu nha anh em, 30m giá 1,2 triệu. Đây, ở ngoài bọc nó có để luôn 30m. Đó, giá của cái này là 1,2 triệu. Đó, mình để giá rất là rõ ràng cho anh em nha. Anh em vui lòng coi kỹ. Tiếp theo mã số 12. Mã số 12 ở đây thì mình có một cái bộ xịt hơi xịt sơn kim ki. Đây là 1,8 triệu. Đây là một cái súng xịt sơn mắc in Yabel. Cái bình sơn thì cũng mắc in Yabel luôn. Đây. À, cái hàng này là chưa qua sử dụng, hàng bãi thôi. Nhưng mà chưa qua sử dụng. Đây, rất là mới. Full hộp. Cái bếp này là bếp 1. Đây. Spring. Rất là đẹp, ray cool. Cái này là cây xịt sơn, cực kỳ độc. Cái bếp này là bếp 1.3 ly. Rất là mới nha anh em, hàng này chưa sử dụng nên là mình sẽ không có thử. Đó, mình nói trước cho anh em để đây là bếp 1.3. Để tránh trường hợp mà anh em sẽ kêu mình tại sao không thử này kia, hàng này hàng mới chưa qua sử dụng. Thì đây là cái bình sơn của nó. Bình sơn này bằng nhôm đúc rất là dày. Rất là dày, dày chắc nó phải dày 3-4 ly á. À, cực kỳ dài, anh em nhìn qua màn hình anh em sẽ thấy nó nguyên một cái gờ. Và đây là cái nắp. Đó, anh em đậy lại và anh em gắn vào đây thì anh em sẽ sử dụng được cái bình sơn này. Đó, đây thì anh em gắn vào nó sẽ đầy đủ ha, và anh em sử dụng để anh em xịt sơn. Thì cái này nó hàng nó chưa sử dụng, giá là 1,8 triệu một bộ. Rất là đẹp và rất là độc. Cái này là bình trên nha anh em. Bình trên thường thì nó sẽ có 3 loại bình: bình ngang, bình dưới. Còn bình này là bình ông cố nội thì nó ngồi lại lên trên. Đó, chứ nó không làm ngang làm bầu. Rất là đẹp. Đó, thì anh em về anh em mình sẽ kèm cho anh em một cái đuôi hơi để anh em gắn vào đây và anh em sử dụng thôi. Ở đây thì nó sẽ có chỉnh tia, chỉnh hơi, và đây là cái chỉnh cái lưu lượng sơn. Đó, rất là đẹp. Full box và đầy đủ giấy tờ, sổ sách, giấy khai sinh. Giá là 1,8 triệu. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 là một cây kéo cắt tôn. Giá 1,5 triệu. Cây này sử dụng bằng hơi, khí nén ha. Cây này thì cuối clip mình sẽ test cho anh em. Cây này thì nó của Nhật. Mã là BSH12. Đây. Cái lưỡi cắt nhìn vậy thôi rất là bén và đẹp. Không có bị mẹ, không có bị dâm. Cây này là không có cắt bằng tay nha anh em. Có hai bên nè, lưỡi rất là dày. Lưỡi nó rất là dày thì nó sẽ cắt được rất là lớn. Đó, cuối clip mình sẽ test cho anh em và anh em sẽ biết tại sao nó có cái giá là 1,5 triệu. Tiếp theo mã số 14. Mã số 14 ở đây là một cái vòi nước của hãng Toto. Vòi này thì chưa qua sử dụng. Đây, Toto to to vậy đó, tùy mỗi người đọc. Đây là cái đường kính răng 21. Cái này là hàng mới chưa qua sử dụng luôn của Nhật. Ha, thì cái này anh em và anh em gắn vào van nước của anh em và anh em sử dụng thôi. Cái này chắc anh em sử dụng thì chắc cũng phải 5 năm, 7 năm nữa. Thì anh em mới phải thay một cái vòi, thay phốt thôi chứ không thay vòi. Tại vì cái này nó bằng đồng thau nguyên khối. Chứ nó không có phải là sắt thép hoặc là inox giả. Đó, thì ở đây mình bán với giá là 450.000 một cái nha anh em. 450.000 một cái, ở đây mình có sẹt là cái. Tại vì có nhiều anh em sẽ hỏi mình là tại sao mà nhiều anh em không, mình không biết là ngu thiệt hay giả vờ. Tại vì mình nói thì nó cũng hơi bất lịch sự, hay là tại vì không có coi kỹ hoặc là muốn mua giá rẻ. Em ơi, cái này 450.000 mà ông cái xong hơi nhắn tin xong kêu hai cái cho anh, thì thật sự mình cũng không biết nói sao. Tại vì ở trên này mình nói rất là nhiều vấn đề rồi, là mình có ghi rõ rất là rõ ràng cái món hàng. Một cái hay hai cái gì mình đều ghi rõ. Ví dụ như cái búa nè, 100.000 thì mình sẽ để là 100.000 thì nó sẽ là hai cái. Còn ở đây mình gặp 450.000 sẹt một cái ha. Tiếp theo mã số 15. Ở đây là một cái hộp mũi khoan 13 ly. Hộp này thì của hãng Kobeco. Hàng này thì chưa qua sử dụng, mới 100%. Ở đây mình có 2, 4, 6, 7 mũi. 7 mũi này thì mình bán với giá 600. Có nghĩa là nó chưa có tới 100.000 một mũi. Thì mũi này là mũi 13 ly.
chưa qua sử dụng nè. Đó, rất là đẹp. Của hãng Kobe. Cái này anh em sẽ khoan được inox hoặc là gì đó. Thì tổng chiều dài của cái phần này là 9 cm. Thì mình bán với cái giá là 600 ngàn 7 mũi, thì giá của nó sẽ là chưa tới 100 ngàn mũi nha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 16. Mã số 16 ở đây là một cái cục dây hơi. Hàng này thì hàng của Trung Quốc xuất qua thị trường Nhật, thì mình nói luôn nó chịu tải là 7 kg, nhưng mà mình đang sử dụng là áp hơn 8 kg, áp khoảng gần 8 kg thì nó không bị nổ dây. Và đây là cái đầu tự động của nó, đầu tự động thì của Nhật đó, anh em chỉ việc cắm vào thôi. Cái này dây này anh em nhìn vậy thôi chứ anh em kéo giãn ra nó không có, nó rất là mềm nha anh em, kéo giãn ra nó mềm chứ nó không có cứng như dây anh em mua ở chợ đó. Thì cái cục dây này kéo ra được khoảng 3 mét, còn thu gọn dây lò xo, đầu tự động luôn, anh em cắm vào, anh em cắm vào thì nó sẽ tự nó nhảy lên ha. Đó, rồi anh em chỉ việc cắm vào thôi. Giá của nó là 250 ngàn, đó rất là rõ ràng. Thì anh em nào mà có máy nhỏ thì anh em xài cái máy này, này xài cái dây này nó tiện. Còn anh em nào áp mà hơn 8 kg thì anh em bỏ qua, tại vì dây này nó có để ở đây luôn, là lõi trong là 5 ly, lõi ngoài 8 ly, áp chịu tải là 0,7 kg. Đây là dây Trung Quốc xuất cho thị trường Nhật, nói chung nó vẫn là hàng chất lượng. Thì cuối clip mình sẽ test cái này cộng với cái này ha, thì mình để riêng ra. Rồi, tiếp theo mã số 17. Mã số 17 ở đây là một cái cọng dây câu bình, chiều dài là 3 mét, điện là 12V, công suất là 50A. Thì cái này là của hãng Bon, Made in China nè, xuất cho thị trường Nhật, rất là nhiều cái tiếng Nhật. Và ở đây nó có hướng dẫn anh em câu bình, câu bình cho đúng để không chạy ra tình trạng chập chạm và cháy xe ha. Nói chung là anh em câu cái xe khoảng tầm 4 chỗ 7 chỗ này kia là vô tư ha. Xe mini, xe nhỏ 4 chỗ 7 chỗ trở xuống thì anh em sẽ sử dụng được. Nói chung nó không vấn đề. Dây này rất là mềm chứ nó không cứng nha. Mềm không cứng. Giá là 350 ngàn một cọng dây, dành cho xe du lịch, xe 4 chỗ. Rồi, tiếp theo mã số 18. Đây, nãy nó rớt mấy cái vít ra đây. Số 18 này mình có để là đây là một cái 5 cái màn hình. Nó bị hư. Mình không phải nó bị hư mà mình không biết nó là cái gì. Thì ở đây nó có để là Averaging Display Modem gì đó in Japan. Thì ở đây điện vào là 12V 5W. Đó, thì ở đây là các công tắc gì của nó nè, mình không có biết chỉnh. Nói chung mà nó không phải là cái nghề của mình. Thì đây là điện vào, thì 5 cái nó giống như nhau. Thì mình ghi là hư vậy thôi nha anh em, chứ thực sự mình không biết nó là cái gì. Nên là bây giờ mình cắm điện nè. Thì ở đây mình sẽ kèm luôn cho anh em, mình kèm luôn cho anh em là cái nguồn 12V. Nguồn 12V ở đây. Nguồn này là nguồn xịn nha anh em, hàng bãi, hàng Trung Quốc đó, hàng điện tử, hàng Trung Quốc đó, rất là dài. Thì mình sẽ cắm cho anh em. Đó, mình vô nguồn cho anh em để cho anh em coi cái tình trạng của nó. Đây. Nó có cái đèn báo nguồn. Đây, anh em bật lên thì nó sẽ hiển thị cái đèn báo nguồn nè. Và nó hiển thị cái gì thì mình cũng chả biết. Nói chung nó không đúng cái ngành nghề của mình. Nên là anh em nào nghiên cứu thì anh em nghiên cứu. Đó, ở đây nó có chữ setup rồi cái gì ở đây nè. Mình không có rành. Đó, nút bấm ở đây. Anh em nào nghiên cứu thì nghiên cứu nha. Đó, ở đây nó hiển thị nè, lên nguồn nhưng mình chẳng biết là cái mẹ gì. Thì ở đây mình bán với giá là 150 ngàn. 150 ngàn cho nguyên đống này, 5 cái 2, 4, 5. Cái nào nó cũng bị tình trạng như vậy hết. Đó. Và mình kèm theo luôn cái cục nguồn cho anh em, để cho anh em thử. Đó. Chứ mình bó tay. Đó. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi test những cái này cho anh em. Rồi, thì bây giờ mình cắm cái dây hơi này luôn nha. Cái dây hơi này nó đang là xài 7 kg, nhưng mà mình đang sử dụng nó là hơn 7 kg. Thì nó không có nổ dây, vẫn sử dụng bình thường. Bây giờ mình sẽ test cái máy cắt tôn. Đó đây. Cái này chạy theo cái kiểu nó rung cái này nha anh em. Chạy rất là êm và nhẹ. Bây giờ mình sẽ cắt cái đây cho anh em. Cái này anh em phải ấn nó lên.
cắt cái này rất là dài. Cắt mấy nữa nha. Rồi, được rồi, thôi. Để khách nó ra. Đó thì anh em cái giá của cây này là 1,5 triệu nha anh em. Cắt côn rất là dài. Dạ, đúng rồi.